gặp nhau ở cách xa thật xa. Lâu không được gặp mẹ bên với ba, chỉ nhìn nhau qua cái màn hình. Ôi cô Vi, ngày nay sợ quá đi thôi, ngày nem dính cột còi vội vì lo ướn cả mồ hôi. Nhiều hôm nay kinh hoàng lắm ai ơi, chạm tay nhau một giây thôi thành F0 tơi bời. Dù đó là chuỗi ngày khó khăn, mong thật mong tình hình mau hết căn. Và đó là lời ta hứa với nhau, ta vững tin dịch sẽ qua nhanh. Gia đình ta bên nhau bằng tin nhắn Zalo, mong thật nhanh được nghe đầu kia nói alo. Con thật trông được ăn bữa trưa có cá khô, cơm mẹ xơi còn canh bà đã nấu nguyên tủ. Xa ta cần muốn than nhớ nhau, còn đàn thấy sao thời gian trôi quá lâu. Và có nhiều lúc muốn bỏ hết đi, đường về ngay mà không đi cách ly. Ôi cô Vi, giờ sao sợ lắm ai ơi, giãn cách tận 3 tháng trời, từ nấu ăn muốn hết hơi. Đã thật lâu ở yên chẳng dám đi chơi, chỉ mong dịch quá nhanh thôi, vì ở mãi trong nhà rồi. Ba ba da ba da ba 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 da ba da ba da ba da ba 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 da ba ba da ba da ba 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 da ba ba da ba da ba 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 da. Ôi cô Vi, ngày nay sợ lắm ai ơi, còn dân lo chống dịch, bao nhiêu doanh nghiệp bốc hơi, mọi người có cùng niềm lo chung, vì nếu lỡ dù quá thôi là sẽ toàn một vùng. Và mong sao sẽ có nhiều vaccine để vượt qua COVID-19. Chỉ mong sao được sớm về với nhau, không còn đeo khẩu trang màu xanh. Dịch qua thật